Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ Thuật Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành cỡ 5 đang trong thời điểm phun cửa đầu tiên để tiến hành là làm bông ở thời điểm mùa nghịch, mùa mưa như thế này. Thì đây là cái tình trạng cây cỡ 5 sau khi tiến hành là xử lý lăn gốc. Và ở thời điểm này là chỉ mới vừa phun cửa đầu tiên thôi các bạn. Đây các bạn có thể quan sát thấy ha, tất cả các cây nó đang trong tình trạng là lá lụa già. Đối với thời điểm bình thường như thế này á, lá lụa già như thế này thì cây nó đã tiến hành là đi cơi mới nối cơi các bạn. Tuy nhiên trong quá trình là xử lý lăn và kali gốc phù hợp cho nên là cái cây của mình hiện tại nó không có nối cơi. Và đây là cũng là cái thời điểm mà mình sẽ cho nhà vườn là tiến hành là phun cửa đầu tiên để làm bông. Và đối với cái vườn này là sẽ áp dụng cái biện pháp đậy màng phủ các bạn. Đây là những cái cây mà nhà vườn đã làm công tác chuẩn bị xong hết trơn rồi. Thì sau khi phun cửa đầu tiên thì đợi cái thời gian phù hợp, tức là nắng lên, liếp khô ráo thì sẽ tiến hành đậy màng phủ thôi. Về cái chiều dài cây thì tùy theo từng vườn, tùy theo từng liếp mà sẽ đóng những cái nọc khác nhau, nhưng mà thông thường sẽ sử dụng là 6 tấc thì nó sẽ phù hợp các bạn, từ mặt liếp đi lên. Đó, còn dây thì mình căng thẳng như thế này. Đây là dùng cái dây điện thoại. Đây nè các bạn, đóng cái đinh chính giữa này nè ha, dây điện thoại xong đóng cái đinh chính giữa là nó tự căng rất là thẳng. Đó, nó tự căng rất là thẳng. Còn đây là những cái cây mà nó có mô tạng tương đối là phù hợp nè, tức là những cây này thấy tuy nó tương đối nhỏ thật, nhưng mà trong quá trình làm bông á thì sẽ quyết định chỉ để trái những cái tàn phía dưới này thôi. Đó, thì cái cây nó vẫn cho năng suất phù hợp các bạn. Với lại trong quá trình chăm sóc á, mình đi dinh dưỡng đầy đủ cân đối phù hợp, kích rễ thường xuyên định kỳ thì cái cây của mình nó sẽ khỏe thôi. Đây, những cái cây này nè các bạn thấy thì cái nó cũng tương đối phù hợp rồi, cây nó đang chạy da nè, đang trong tình trạng chạy da. Đó, vì cái bộ rễ thì luôn được dưỡng từ trước tới giờ nay cho nên là tự tin làm bông. Đối với những cây nhỏ này thì để làm bông thì các bạn phải cần phải xác định là cái bộ rễ của mình phải thật khỏe. Khi cái bộ rễ khỏe thì mới làm bông cây nhỏ được. Còn nếu bộ rễ nó không ổn á thì không có được. Chà, với lại là sau khi tiến hành làm bông thì ưu tiên là dưỡng rễ là chính. Dùng các biện pháp dưỡng rễ. Cho nên là cái nền đất trước khi làm bông nó rất là quan trọng các bạn. Các bạn phải xử lý cho nó sạch toàn bộ phèn, nấm bệnh. Đất phải tơi xốp. Thì trong quá trình làm bông á, và sau đó là phục hồi thì cái cây của mình nó sẽ nhanh tỉnh. Cây nhỏ thì sẽ cho trái nhỏ thế các bạn. Tùy theo tình hình cam của hiện tại. Cho nên là không có đợi như những cái năm trước là phải làm vô một cái thời điểm nào đó nhất định. Ví dụ hồi năm rồi thì tất cả các nhà vườn làm vô thời điểm bán trái nhất định là từ tháng 11 Tết tới tháng 2 Tết. Và tất cả dồn vào thời điểm đó cho nên là cái giá của mình nó bị rớt. Và hiện tại tuy bước vào cái mùa thuận rồi nè, tương đối thuận rồi, mưa nhiều rồi. Tuy nhiên mà cái giá cam thì nó vẫn ổn định hơn cái thời điểm nghịch của năm nay các bạn. Tức là cái lượng cam nó không có tập trung vào thời điểm đó quá nhiều. Và cái cơ đọt mà chúng ta tiến hành làm bông đó, nó cũng phụ thuộc vào cái thời điểm mà chúng ta xuống giống đó các bạn. Tức là những cái cây này nè, xuống thì nó ở tới thời điểm này thì nó phù hợp rồi, nếu đợi thêm một hai cơ nữa thì nó vô ngay mùa nghịch, ngay mùa thuận này, tức là mưa dầm rồi. Thứ nhất là làm bông nó rất là khó, thứ hai là bán trái vào thời điểm mưa dầm năm sau thì cái khả năng bán trái thì nó không có ổn không. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình làm bông cây cam sành cây năm đối với cái vườn này. Rồi, để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tận vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn về kỹ thuật cho từng vườn và cái nguồn phân thuốc cụ thể. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.